Áo là nước châu Âu đầu tiên bắt buộc tiêm vaccine. Giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư Belarus-EU. Hôi của trên đường cao tốc ở Mỹ. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, Áo sẽ chính thức thi hành luật bắt buộc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân. Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg cho biết Áo đã không thể thuyết phục đủ số lượng người dân tiêm phòng vaccine để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục bùng phát. Ông cho rằng tình thế hiện tại buộc nước này phải thay đổi quan điểm. Để tránh xảy ra làn sóng dịch thứ 5, việc tiêm vaccine bắt buộc là cần thiết. Từ ngày 22 tháng 11, Áo bắt đầu thực hiện biện pháp phong tỏa trên toàn quốc, kéo dài tối đa 20 ngày. Trong thời gian này, các siêu thị sẽ vẫn mở cửa, trong khi trường học và nhà hàng ngừng hoạt động, các sự kiện văn hóa bị hủy bỏ. Bộ Y tế Đức tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp tại Đức. Số ca mắc mới liên tục gia tăng, số bệnh nhân nặng nhập viện tại một số bang đã lên tới mức đáng báo động. Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận gần 60.000 ca mắc mới và khoảng 230 người tử vong do COVID-19. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp nước này lập kỷ lục buồn về số ca mắc mới theo ngày. Hiện có hơn 1/4 số quận trên toàn nước Đức có tỷ lệ mắc trong 7 ngày qua vượt 500 ca trên 100.000 dân và nhiều bệnh viện đang ở mức báo động. Thậm chí ở một số bang, bệnh nhân phải chuyển sang các nước khác trong Liên minh châu Âu để điều trị. Tuyên bố của Bộ Y tế Đức cân nhắc áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia được đưa ra ngay sau khi Hội đồng Liên bang Đức thông qua luật phòng chống lây nhiễm sửa đổi, theo đó bổ sung một số hạn chế mới để kiểm soát làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đang có nguy cơ đẩy hệ thống y tế nước này vào tình trạng quá tải đồng loạt. Thưa quý vị, biên giới Belarus, Ba Lan đã trở thành tâm điểm của châu Âu những ngày vừa qua, sau khi hàng chục nghìn người di cư Trung Đông mắc kẹt tại khu vực này. 6 năm sau khi cuộc khủng hoảng người tị nạn gần đây nhất ở châu Âu đạt đỉnh, người lớn và trẻ em từ vùng chiến sự và các quốc gia nghèo vẫn bị chèn ép giữa một bên là hàng rào dây thép gai, một bên là binh lính. Các quốc gia đang đau đầu giữa hai giải pháp, đưa người di cư hồi hương hay tiếp tục hành trình đưa họ tới miền đất hứa châu Âu. Hôm 19 tháng 11, hàng trăm người di cư đang xếp hàng để nhận thực phẩm bên ngoài một nhà kho ở vùng Grodno, biên giới Belarus với Ba Lan. Rất đông cảnh sát đang đứng gác, kiểm soát đám đông, bao gồm cả trẻ em. Bên trong nhà kho, anh Mohamed Nu, 23 tuổi, người Iraq, kiên quyết không trở về quê hương. Đây không phải là sống nữa rồi. Việc này sẽ tiếp diễn cho đến khi họ quyết định số phận của chúng tôi, đưa chúng tôi đến châu Âu hay là trở về quê hương. Nhưng tôi không muốn về nước. Chúng tôi chẳng còn gì ở đó nữa. Trong khi đó, khi đề cập tới việc hàng nghìn người di cư đang tập trung ở biên giới Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 10 tháng 11 khẳng định. Đây là cuộc tấn công kép, không phải là khủng hoảng di cư. Theo tờ Foreign Policy, những gì đang diễn ra ở biên giới Belarus-Ba Lan vừa là một cuộc tấn công, vừa là cuộc khủng hoảng di cư. Nhưng việc giới lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU từ chối công nhận thực tế này, một phần là lý do khiến EU đang đối mặt với hỗn loạn ở biên giới. Ngày 19 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã có cuộc điện đàm lần thứ hai thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với các nước EU. Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về những hành động tàn bạo không thể chấp nhận được của lính biên phòng Ba Lan, bao gồm cả việc tích cực sử dụng vũ lực và thiết bị đặc biệt chống lại những người di cư. Chúng tôi biết tình hình ở Belarus đã lắng xuống, nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Và tất nhiên, chúng tôi kêu gọi đối thoại giữa chính quyền và phe đối lập. Nhưng về phần mình, Nga chắc chắn sẽ tiếp tục các nỗ lực tăng cường quan hệ và làm sâu sắc hơn với Belarus. Về phần mình, Tổng thống Belarus Lukashenko đã thông báo về các bước mà Minsk thực hiện để giảm leo thang của khủng hoảng và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người di cư. Trước đó ngày 17 tháng 11, quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm thứ hai với ông Lukashenko trong vòng một tuần.
các bên đã thảo luận về việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư này. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, cơ chế mà Tổng thống Alexander Lukashenko đưa ra như sau. Liên minh châu Âu sẽ tạo ra một hành lang nhân đạo cho 2.000 người tị nạn đang ở trong trại. Chúng tôi có nghĩa vụ hỗ trợ 5.000 người còn lại trong trường hợp họ sẵn sàng trở về nước. Và bà Angela Merkel, theo các thỏa thuận, sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với EU, bao gồm cả việc tổ chức hành lang nhân đạo cho Đức. Theo các chuyên gia, người di cư sẽ không quay trở lại quốc gia xuất phát vì họ đã chạy trốn khỏi chiến tranh. Kịch bản hiệu quả nhất là đối với Đức, nước đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán, chấp nhận một số lượng nhỏ người tị nạn trên lãnh thổ của mình. Nhiệm vụ của Berlin là gây áp lực nhất định để nhận được sự ủy quyền đàm phán từ người Ba Lan và với sự giúp đỡ trung gian của Moscow, thống nhất rằng Ba Lan sẽ tạo ra một hành lang trung chuyển tới Đức. Ở đó, những người di cư sẽ được kiểm tra theo các tiêu chuẩn châu Âu để xác minh tình trạng của họ và cấp quyền tị nạn chính trị. Về phần mình, Belarus đang đóng các chuyến bay đến quốc gia xuất phát của những người di cư này để không chuyên trở thêm đến Minsk. Đây là lộ trình duy nhất với ý chí của Berlin và Moscow sẽ giúp giải quyết tình hình. Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc thông báo đã phạt các công ty công nghệ Alibaba, Baidu và JD.com vì vi phạm quy định chống độc quyền. Alibaba, Baidu và JD.com, mỗi công ty bị phạt mức tối đa là 500.000 nhân dân tệ, tương đương với 78.000 đô la Mỹ, theo luật chống độc quyền năm 2008 của Trung Quốc, vì hành vi không cung cấp thông tin về 43 thương vụ mua bán trước đây của họ. Hiện chưa có công ty liên quan nào trong số 3 công ty bị phạt lên tiếng về quyết định này. Trong số các thương vụ mà chính quyền Trung Quốc yêu cầu cung cấp thông tin, có vụ đã diễn ra từ năm 2012. Ngày 20 tháng 11, một đám cháy lớn đã xảy ra tại một tòa nhà trên đại lộ Capucine gần quảng trường Lupeha ở trung tâm thủ đô Paris của nước Pháp. Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy ở trung tâm thủ đô Paris, Pháp cho thấy ngọn lửa bốc cao và khói đen mù mịt trên không trung. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, trong khi người dân được cảnh báo tránh xa khỏi khu vực này, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy. Các trận cháy rừng hoành hành tại những khu rừng của bang California trong năm nay đã thiêu rụi hàng nghìn cây cự sam khổng lồ. Hai đám cháy rừng lớn do sét đánh gây ra đã ảnh hưởng đến 3.600 cây cự sam, mỗi cây có đường kính hơn 120 cm, khiến chúng chết hoặc dự kiến sẽ chết trong vòng 5 năm tới. Con số này tương đương với 5% trữ lượng cây cự sam, loài cây lớn nhất trái đất. Có tới 14% số lượng cây này đã bị xóa sổ bởi những vụ cháy rừng diễn ra một năm trước đó. Tỉnh British Columbia, Canada sẽ hạn chế lượng nhiên liệu mà người dân có thể mua tại các trạm xăng ở tỉnh này và việc đi lại không cần thiết. Các phương tiện không thiết yếu sẽ bị giới hạn khoảng 8 gallon, tương đương với 30 lít trong mỗi lần mua nhiên liệu tại trạm xăng. Quy định trên dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 12. Chính quyền tỉnh cũng đã cấm việc đi lại không cần thiết trên các đoạn của một số đường cao tốc. Một sự việc hy hữu vừa xảy ra khi nhiều tài xế Mỹ dừng xe giữa đường cao tốc để nhặt tiền rơi từ một chiếc xe bọc thép ở bang California. Một chiếc xe bọc thép chở tiền khi đang di chuyển trên tuyến cao tốc gần thành phố San Diego thuộc bang California của Mỹ hôm 19 tháng 11 bất ngờ gặp sự cố bung cửa sau, khiến vài bao tải chứa tiền trên xe rơi xuống, trong đó có một chiếc bị bục vỡ làm tiền rơi vãi khắp mặt đường. Nhiều tài xế đã thi nhau dừng xe để nhặt tiền, khiến đoạn đường bị ùn tắc, nhưng may mắn không xảy ra vụ tai nạn nào. Một số người thậm chí tung những nắm tiền, đô la lên không trung để ăn mừng. Những bao tải tiền bị bục vỡ chứa những đồng bạc trị giá từ 1 đến 20 đô la Mỹ. Cảnh sát địa phương cảnh báo số tiền thất lạc thuộc về ngân hàng và cần được khẩn trương trả lại. Hiện cảnh sát đã bắt ra một cặp đôi tham gia hôi tiền. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.